Thầy chào các em học sinh. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta bước vào một chủ đề khá là khó khăn trong các kỳ thi mà các em phải trải qua. Đó là chủ đề về hình không gian. Tại sao thầy nói là khá khó khăn? Bởi vì chủ đề hình không gian là chủ đề mà mình bắt đầu làm quen từ năm lớp 9, nhưng chỉ là những khái niệm hình vẽ đơn thuần. Sau đó chúng ta được học rất là nhiều kiến thức ở trong phần lớp 11, đó là phần quan hệ song song và quan hệ vuông góc. Vì là nó bắt đầu từ lớp 11 nên rất nhiều em bị mất gốc kiến thức lớp 11. Và cái đặc trưng của hình không gian đó là tư duy trừu tượng. Vì vậy là nhiều em cảm giác khá là khó khăn khi học phần này. Tuy nhiên theo quan điểm của thầy, để học được hình không gian tốt thì các em chỉ cần có hai yếu tố. Một là học đúng phương pháp theo thầy dạy, hai có độ chăm chỉ. Thế thì sẽ không còn phải sợ môn hình không gian nữa. Và cụ thể trong buổi học ngày hôm nay, thầy sẽ dạy chúng ta các chủ đề về hình không gian mà liên quan đến kỳ thi trắc nghiệm trung học phổ thông của chúng ta. Chủ đề về hình không gian này thì chúng ta chỉ học các chủ đề liên quan đến lớp 12, bởi vì nội dung kiến thức của chúng ta là nằm trong lớp 12 trong kỳ thi năm nay. Thế nội dung của chúng ta thì sẽ gồm những cái bài như sau. Bài đầu tiên thầy sẽ dạy chúng ta đó là về vấn đề thể tích của khối đa diện. Khối đa diện thì gồm có hai khối hình chính, đó là khối chóp và khối lăng trụ. Thì chúng ta sẽ học cách tính thể tích của hai khối hình này. Còn nếu mà gặp thể tích của một khối đa diện bất kỳ thì chúng ta sẽ chia thành tổng thể tích của các khối đa diện về hình chóp và hình lăng trụ để chúng ta sẽ tính được. Được chưa? Bài số 2 đó là chủ đề về khoảng cách, một chủ đề khá là khó khăn đối với các em. Chủ đề số 3 đó là chủ đề về góc. Chủ đề số 4 trong phần này đó là chủ đề các cái khái niệm và tính chất quan trọng về khối đa diện. Chủ đề số 5 đó là thầy sẽ dạy về phần mặt cầu. Chủ đề số 6 đó là về phần mặt trụ. Chủ đề số 7 về phần mặt nón. Và chủ đề cuối cùng là một số bài toán đặc sắc và những cái bài toán thực tế liên quan đến hình không gian. Cụ thể các cái phần này như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào bài học như sau. Bài đầu tiên đó là bài về thể tích của khối đa diện. Thể tích khối đa diện thì ở đây chúng ta nghiên cứu hai cái khối hình chính, đó là thể tích của khối chóp và thể tích của khối lăng trụ. Vấn đề đầu tiên, A lớn, thể tích của khối chóp. Thể tích của khối chóp thì bây giờ người ta định nghĩa như thế nào? Thì đầu tiên các em phải hiểu thầy thế nào là khối chóp. Khối chóp được định nghĩa đơn giản, nó là phần hình chóp cùng với tất cả các điểm phía bên trong của nó thì được gọi là khối chóp. Thầy ví dụ bây giờ thầy vẽ một cái hình chóp mà mình đã học ở lớp 11, đó là hình chóp tam giác SABC. Hình chóp này có một đỉnh là đỉnh S và đáy là tam giác ABC. Thế thì nếu mà nói về hình chóp tức là cái bề mặt phía bên ngoài, tức là bao gồm các cái điểm nằm trên mặt bên và mặt đáy. Còn bây giờ khối chóp là gì? Là bao gồm các cái điểm nằm trên mặt bên, mặt đáy và thêm nữa là các điểm nằm trong của hình chóp. Thì ví dụ đơn giản, ví dụ như các em đang nhìn thấy hình hài của thầy ở đây, phía bên ngoài như thế này, thấy khuôn mặt, thấy cái mũi đây, thấy cái tay đây, thì đó là hình người. Nhưng nếu bây giờ kể thêm nữa là bao gồm phía bên ngoài như thế này và thêm nữa những cái phần phía bên trong, ví dụ như là tim, gan hay là xương phía bên trong, thì tất cả những cái đấy nó sẽ tạo thành một cái hình được gọi là khối người. Được chưa? Và khi thầy đứng trong không gian như thế này thì rõ ràng là thầy chiếm lĩnh một cái khoảng không nhất định trong không gian. Thì cái phần khoảng không mà thầy chiếm lĩnh đấy thì người ta sẽ dùng một cái để đo. Cái để đo đấy người ta gọi là thể tích. Tương tự, bây giờ cái hình, cái khối đa diện này nó đứng trong không gian thì nó sẽ chiếm lĩnh một phần trong không gian. Vậy cái đơn vị để đo, cái cách để đo được cái khái niệm để đo được cái phần nó chiếm lĩnh đấy người ta gọi là thể tích. Vậy thể tích của khối chóp được tính bằng công thức nào? Thì chúng ta cứ nhớ là thể tích của khối chóp thì công thức tính là bằng 1/3 của diện tích đáy mà nhân với chiều cao. Đấy. Như vậy là 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Thầy ví dụ cái hình chóp tam giác SABC thế nào là chiều cao? Chiều cao là đường thẳng hạ từ một đỉnh và vuông góc với mặt đối diện. Chỉ cần hạ từ một đỉnh và vuông góc với mặt đối diện nhé. Ví dụ hạ từ đỉnh S và vuông góc với mặt ABC, đó là SH. Thế thì thể tích của hình chóp SABC trong trường hợp này sẽ tính bằng công thức là gì? 1/3 diện tích đáy. Bây giờ mình coi đáy là tam giác ABC thì đường cao phải là SH. Đấy. Như vậy là để tính được thể tích thì chúng ta phải tính được diện tích đáy và tính được đường cao. Cái quan trọng nhất trong phần này đó chính là đường cao. Bởi vì cái đường cao là cái mà khó khăn khi chúng ta vẽ hình để chúng ta xác định được đâu là đường cao. Đấy. Còn việc tính toán thì nó trở lại các kỹ năng cơ bản. Và đặc biệt đối với trắc nghiệm thì thường về mặt tính toán người ta cho rất đơn giản chứ không cho phức tạp nữa. Bởi vì chúng ta chỉ có thời gian bình quân là 1 phút 8 để làm một câu. Vì vậy chủ yếu là sẽ kiểm tra về các kỹ năng của việc vẽ hình, kỹ năng dựng hình. Còn việc tính toán thì thường là cho số liệu rất là nhanh, cho sẵn rồi để chúng ta chỉ được lắp vào thôi. Hiểu chưa? Như vậy đây là công thức thể tích của khối chóp này. Để tính được thể tích của khối chóp thì các em cũng phải nắm được các cái khái niệm cơ bản về hình không gian. Ví dụ khái niệm về quan hệ vuông góc là cái khái niệm quan trọng nhất.
thì chúng ta nhớ là cái khái niệm quan hệ vuông góc ấy, thì khái niệm quan trọng nhất đó là khái niệm về đường thẳng. Đây là nhắc lại một chút về lớp 11 này, những kiến thức hay dùng để chúng ta tính thể tích. Đường thẳng, vuông góc với mặt phẳng. Đấy, đây là cái quan trọng nhất. Khái niệm thế nào là đường thẳng, vuông góc, mặt phẳng? Thì ví dụ bây giờ thầy có một cái mặt phẳng P và có một đường thẳng D. Đường thẳng D được gọi là vuông góc với mặt phẳng P khi nào? Khi mà đường thẳng D nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng P. D muốn vuông góc với P ấy, thì D phải vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng P. Thế trong mặt phẳng P có bao nhiêu đường thẳng? Câu trả lời là có vô số đường thẳng. Vậy bây giờ muốn chứng minh đường thẳng D vuông góc mặt phẳng P, ta phải chứng minh D vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng P. Mà đường thẳng nằm trong mặt phẳng P thì vô số. Vậy chứng minh đến bao giờ xong? Có lẽ đến hết cuộc đời của chúng ta cũng không xong được, đúng không? Như vậy là đây không phải là công cụ để chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng mà chỉ là khái niệm thôi. D mà vuông góc với P thì D phải vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong P. Còn người ta đã chứng minh được cái định lý như sau cực kỳ quan trọng này. Đó là nếu đường thẳng D mà vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau A và B nằm trong mặt phẳng P. Đây, D vuông góc với A và B, A cắt B và AB đều nằm trong mặt phẳng P. Thì lập tức là từ đây suy ra đường thẳng D sẽ vuông góc với mặt phẳng P ngay. Như vậy là để chứng minh đường thẳng D vuông góc mặt phẳng P thì ta chứng minh D vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt phẳng P. Đây là công cụ dùng chủ đạo của chúng ta để làm được các bài tập liên quan đến hình không gian. Được chưa? Ở ngoài quan hệ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, chúng ta còn quan hệ hai mặt phẳng vuông góc. Hai mặt phẳng vuông góc nó có một số kiến thức quan trọng thì chúng ta sẽ dần dần được thầy nhắc lại. Nhưng mà nhớ cho thầy hai mặt phẳng vuông góc với nhau khi nào? Hai mặt phẳng P và Q vuông góc với nhau khi nào? Khi mà mặt này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia. Như vậy ví dụ đây mặt phẳng P, còn đây là có một cái mặt phẳng Q. Thế thì mặt phẳng Q và mặt phẳng P vuông góc với nhau khi nào? Khi mặt phẳng Q chứa một đường thẳng D mà vuông góc với mặt phẳng P. Như vậy thực tế là quan hệ hai mặt phẳng vuông góc được quy về quan hệ đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Được chưa? Như vậy đây là về cái khái niệm mở màn mà chúng ta cần phải nắm được. Ngoài ra, lớp 11 các em còn phải nắm được cho thầy là gì? Đó là những cái yếu tố liên quan về góc. Mà trực tiếp ở đây, chúng ta sẽ có một cái bài về góc riêng. Nhưng ở đây là những cái công cụ dùng để làm bài về phần thể tích. Thì chúng ta phải nắm được cho thầy có hai loại góc chính mà trong giả thiết hay cho. Đó là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Và cái thứ hai nữa là góc giữa hai mặt phẳng. Như vậy là chúng ta nhớ là về phần góc này. Thì góc giữa đường thẳng và mặt phẳng được xác định như thế nào? Đây chúng ta có một cái mặt phẳng P và một cái đường thẳng D ở đây. Khái niệm thế nào là góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P? Thì góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P được xác định như sau. Thầy gọi Y là giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Bây giờ chúng ta lấy một cái đèn pin chúng ta dọi thẳng xuống mặt phẳng P. Thì khi đó trên mặt phẳng P sẽ có ảnh của đường thẳng D và đường thẳng D phải. Hay nói cách khác là gì? Lấy một điểm E nằm trên đường thẳng D. Từ E chúng ta hạ đường vuông góc xuống mặt phẳng P, ví dụ EF. Khi đó đường thẳng đi qua hai điểm Y và F là đường thẳng D phẩy. D phẩy được gọi là hình chiếu của đường thẳng D trên mặt phẳng P. Khi đó người ta mới có là cái gì? Góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P chính bằng góc giữa đường thẳng D và D phẳng. Đấy. Như vậy góc giữa đường thẳng D và D phẩy chính bằng góc này. Góc này ký hiệu là alpha chẳng hạn. Vậy nó bằng alpha. Góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P chính bằng góc giữa D và D phẳng. Như vậy đây là công cụ góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Cái thứ hai nữa mà quan trọng hơn đó là góc giữa hai mặt phẳng. Đặc biệt ở đây là chúng ta có cái công cụ là góc giữa mặt bên với mặt đáy. Mặt bên với mặt đáy. Giả thiết, gần như bài nào cũng có cái giả thiết về góc giữa mặt bên với mặt đáy. Xác định góc giữa mặt bên với mặt đáy chúng ta xác định như nào? Thì ví dụ bây giờ thầy có một cái mặt đáy đây. Đây là mặt đáy này. Đây là một cái mặt bên này. Như vậy đây là mặt bên này. Góc giữa mặt bên mặt đáy chúng ta thực hiện bằng cách nào? Ví dụ mặt bên cắt mặt đáy theo giao tuyến delta. Theo khái niệm góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng chính là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng. Ví dụ bây giờ có một đường thẳng delta 1 vuông góc với đáy, đường thẳng delta 2 vuông góc với mặt bên. Thế thì góc giữa delta 1 và delta 2 chính là góc giữa mặt bên với mặt đáy. Tuy nhiên cái công cụ đấy gần như mình không dùng trong bài, mà mình sẽ dùng một cái công cụ như sau. Có một khái niệm thứ hai như sau này.
góc giữa mặt bên với mặt đáy, hay tổng quát là góc giữa hai mặt phẳng, chính bằng góc giữa hai đường thẳng mà cùng vuông góc với giao tuyến tại một điểm. Và hai đường thẳng đấy phải cùng nằm trong hai mặt phẳng. Xin lỗi, hai đường thẳng phải lần lượt nằm trong hai mặt phẳng. Tức là bây giờ trong mặt đáy chúng ta dựng được một đường thẳng vuông góc với giao tuyến delta, ví dụ tại điểm E. Trong mặt bên chúng ta dựng một đường thẳng vuông góc với giao tuyến cũng tại điểm E. Thế thì góc giữa mặt bên với mặt đáy chính là góc giữa hai đường thẳng vừa dựng. Vậy thì chính là dựa vào cái tư tưởng này thì thầy sẽ có cái phương pháp để dựng cho chúng ta như sau. Và chúng ta nhớ là phải học thuộc như sau này. Để dựng được góc giữa mặt bên với mặt đáy thì công cụ chúng ta cần đó là cần phải có được đường cao. Thì ví dụ gọi SH là đường cao của hình chóp hoặc hình lăng trụ. Những cái công cụ này là áp dụng cho chóp và lăng trụ là như nhau. Được chưa? Thế thì bây giờ gọi S là đường cao này. S là đường cao khi đó thực hiện cho thầy hai động tác như sau. Động tác số 1 là từ H kẻ đường vuông góc xuống giao tuyến delta. Và thằng này mình ký hiệu là HE. Động tác 1 là kẻ HE. Từ H kẻ đường vuông góc xuống giao tuyến delta. Được chưa? Động tác thứ 2 là chúng ta nối S với E. Khi đó lập tức chúng ta có này. Vì là delta vuông góc với HE theo cách dựng, mà delta vuông góc với SH do SH vuông góc với mặt đáy. Vậy chứng tỏ delta vuông góc với mặt phẳng SHE. Vậy từ đây suy ra delta sẽ vuông góc với cái gì? SE. Vậy chứng tỏ này, tại điểm E nằm trên giao tuyến, chúng ta dựng được hai đường, đường số 1 và đường số 2 lần lượt vuông góc với giao tuyến delta tại điểm E. Đường 1 thì nằm trong mặt đáy, đường 2 nằm ở mặt bên. Vậy chúng ta theo khái niệm về góc giữa hai đường thẳng, giữa hai mặt phẳng, chúng ta có góc giữa mặt bên và mặt đáy chính là góc alpha này. Như vậy chính bằng góc S, E, H bằng alpha. Vậy các em dựng cho thầy nhớ là thuộc hai động tác nhé. Vì vậy bây giờ cứ giả thiết cho góc giữa mặt bên với mặt đáy, các em dùng cái mô hình này. Ngoài góc giữa mặt bên và mặt đáy, chúng ta còn có các loại góc, ví dụ góc giữa hai mặt bên, đúng không? Vân vân, một số góc nữa. Và tuy nhiên tất cả những cái phần đó thì chúng ta sẽ làm ở trong cái bài, đó là bài về góc, có hẳn chủ đề về góc. Còn đây thầy nhắc lại, đây chỉ là công cụ để giúp chúng ta làm các bài về thể tích. Được chưa? Như vậy trên đây, đây là những cái kiến thức mở màn ban đầu giúp các em tính được thể tích của khối chóp. Và tương tự những cái kiến thức này sẽ được dùng tương tự cho thể tích của khối lăng trụ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các dạng bài tập tính thể tích khối chóp. Tỷ lệ tính thể tích ở trong cái đề thi trắc nghiệm đối với các cái câu hỏi về toán thì là tỷ lệ mà gặp nhiều nhất. Vậy bây giờ muốn tính thể tích khối chóp thì chúng ta sẽ phân làm hai dạng như sau. Dạng đầu tiên đó là chúng ta xét những cái khối chóp mà mình xác định được đường cao một cách dễ dàng. Dạng 1, khối chóp xác định đường cao một cách rõ ràng, hay còn gọi là dễ. Tức là từ đề bài, chúng ta đọc đề bài chúng ta sẽ ra ngay được cái đường cao, hay nói cách khác là đề bài sẽ cho sẵn đường cao. Được chưa? Và loại thứ hai đó là những cái bài mà đề bài không cho sẵn đường cao, phải biết được tính chất đặc biệt thì mới làm được. Vậy cụ thể đối với cái dạng mà đề bài cho sẵn đường cao thì chúng ta sẽ xuất hiện những cái dạng thường gặp như sau. Đầu tiên là đề bài sẽ cho một cái hình chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Khi mà có cạnh bên vuông góc với mặt đáy thì cái cạnh bên này sẽ đóng vai trò chính là đường cao luôn. Vì vậy mình xác định được đường cao. Nếu đã xác định được đường cao rồi thì cái đáy chính là cái mặt đối diện. Và từ đây thì mình sẽ tính được cái thể tích của khối chóp một cách dễ dàng bằng các cái công cụ về tính toán thôi. Và cụ thể bây giờ thầy sẽ cho chúng ta những cái ví dụ minh họa như sau. Chúng ta xét cái ví dụ số 1. Đây là cái ví dụ xuất hiện trong cái đề thi minh họa của Bộ Giáo dục vừa mới ban hành năm 2017. Dành cho kỳ thi năm 2017, còn ban hành là ban hành vào năm 2016. Thế thì chúng ta có cái đề thi như sau này. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng A. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Đấy, có ngay cái dữ kiện cạnh bên SA vuông góc mặt đáy. Mình đọc thế này là mình đã xác định được đường cao rồi. Và cho sẵn là SA thì bằng A căn 2. Yêu cầu là tính thể tích khối chóp SABCD. Tính thể tích khối chóp SABCD với dữ kiện ở đây cho A là kết quả đáp số là bằng căn 2 A mũ 3 trên 6 B là V bằng căn 2 A mũ 3 trên 4 C là V bằng
căn 2 A mũ 3. Và D là V bằng A mũ 3 căn 2 trên 3. Đấy. Như vậy là với một cái câu như này thì chúng ta đòi hỏi vẽ hình rất nhanh và tính toán rất nhanh. Chúng ta không nên làm mất thời gian. Được chưa? Có những em loay hoay mãi 5 phút mới vẽ xong hình, dùng thước gióng hình mãi mới xong. Lưu ý làm trắc nghiệm phải học cái cách vẽ không cần dùng thước, bởi vì dùng thước sẽ làm mình mất nhiều thời gian. Mình chỉ cần vẽ hình minh họa thôi, bởi vì chủ yếu là đề thi cho cái đề hình rất là đơn giản để chúng ta xác định thôi. Đầu tiên là chúng ta vẽ một cái đáy là hình vuông đúng không? Tuy nhiên trong không gian đáy hình vuông chúng ta không vẽ được đâu, chúng ta vẫn phải vẽ là hình bình hành. Như vậy là có một cái đáy trước này. Có SA vuông góc với đáy. Khi vẽ một đường vuông góc với mặt đáy thì bao giờ mình cũng vẽ theo xu hướng là đường này song song với cái lề sách để hình vẽ nó dễ nhìn. Như vậy chúng ta có một cái hình chóp đây. SABCD. Hình chóp này có đáy là hình vuông. Tất nhiên khi đi thi thì làm thì cái đáy là hình vuông, chúng ta ký hiệu cũng được mà chẳng ký hiệu cũng được. Tiết kiệm thời gian thì không cần ký hiệu, bởi vì đề bài nó cho rất đơn giản mà. SA ở đây thì bằng A căn 2 này. Đáy là hình vuông cạnh bằng A. Đơn giản quá rồi. Vậy thể tích khối chóp bây giờ bằng cái gì? Chúng ta thấy ngay là diện tích của ABCD bằng cái gì? ABCD nó là hình vuông. Vậy bằng tích một cạnh bình phương, như vậy bằng A bình. Vậy thể tích của SABCD, thằng này bằng 1/3 diện tích của ABCD nhân với độ dài đường cao SA. Thế thì sẽ bằng 1/3 của A bình nhân với lại A căn 2. Vậy kết quả bằng A mũ 3 căn 2 trên 3. Và từ đây mình được đáp án đúng luôn là đáp án nào? D. Đấy. Không có gì khó khăn cả. Từ đây mình sẽ ra luôn là đáp án D. Và chỗ này thật ra mình làm chắc là mất khoảng 30 giây chứ mấy, đúng không? Nhưng mà đừng để tình huống là vẽ hình mất khoảng 5 phút nhé. Vẽ hình mất 1 phút đã là một thất bại rồi, chứ bây giờ còn kể đến vẽ hình 5 phút thì chết dở. Như vậy đây là cái ví dụ đầu tiên là chóp có cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Được chưa? Đây là một hình chóp tứ giác. Bây giờ thầy cho cái ví dụ số 2 là một cái hình chóp tam giác mà có cạnh bên vuông góc với lại mặt đáy. Đề bài như sau. Cho chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân tại A. BC thì bằng 2A. Góc BAC thì bằng 120 độ. SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Và mặt phẳng SBC hợp với đáy một góc 45 độ. Như vậy góc giữa mặt phẳng SBC với đáy là bằng 45 độ. Yêu cầu là tính thể tích của khối chóp SABC. Thể tích khối chóp SABC. Ở đây các cái đáp số đề bài cho đó là gì? A, đáp số là bằng A mũ 3 trên 9. B, đáp số là bằng A mũ 3 trên 3. C, đáp số là bằng A mũ 3 căn 2. Và D, đáp số là A mũ 3 trên 2. Bài giảng của thầy ở đây thì thầy sẽ cố gắng là thầy vừa ghi đề vừa phân tích cho chúng ta, để cho chúng ta nghe nó dễ hiểu. Còn thầy sẽ hạn chế cái việc là ghi đề sẵn, bởi vì nó cũng không mất nhiều thời gian lắm. Rất là nhanh, tóm tắt rất là nhanh thôi. Thế thì ở đây bây giờ cho hình chóp SABC này, có tam giác ABC cân tại A. Cái dữ kiện cân thì chả quan tâm, bởi vì khi vẽ hình cân hay không cân thì đều vẽ là tam giác thường hết, đúng không? Như vậy vẽ hình này, chúng ta vẽ một cái tam giác ABC. Như vậy đây đỉnh A này. Góc BAC thì bằng 120 độ. Góc BAC bây giờ 120 độ, như vậy góc này thì bằng 120 độ. Vẽ hình thì góc này là góc nhọn, nhưng kệ nó, chẳng vấn đề gì cả. Đây là chúng ta có SA, SB và SC. Đấy. Như vậy là chúng ta điền các cái thông tin về giả thiết về vào như sau này. Tam giác ABC cân tại A này. BC thì bằng 2A này. Được chưa? Góc BAC thì bằng 120 độ. SA thì vuông góc mặt phẳng ABC. Góc giữa mặt phẳng SBC và mặt đáy bằng 45 độ. Góc giữa mặt phẳng SBC và mặt đáy bằng 45 độ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính như thế nào đây? Góc giữa SBC và mặt đáy đây. SBC và mặt đáy. Đây chính là công cụ góc giữa mặt bên với mặt đáy. Ở phía bên này thầy đã vẽ chúng ta công cụ góc giữa mặt bên với mặt đáy là gì? Góc giữa mặt bên với mặt đáy, các em cần phải xác định được giao tuyến đã, xác định được đường cao đã,
sau đó thực hiện hai động tác 1 và 2. Vậy bên này nhá, mặt phẳng FBC giao với mặt đáy ABC theo giao tuyến nào? BC. Vậy động tác 1, động tác 2 là gì? Động tác 1 ở đây của chúng ta như sau, là từ A kẻ đường vuông góc xuống giao tuyến BC. Như vậy là từ A kẻ đường vuông góc xuống giao tuyến BC. Thì lưu ý là vì tam giác ABC cân, nên khi thầy kẻ AE vuông góc với BC thì nhớ rằng E chính là trung điểm của cái gì? BC luôn. Được chưa? Như vậy đây là động tác số mấy? 1. Động tác số 2 là gì? Nối cái đỉnh của chân đường cao A, đó là đỉnh S, với điểm vừa tạo ra điểm E. Như vậy nối S với E. Các em nhớ nhìn lại cái mô hình ở phía bên kia nhá. Đấy. Như vậy đây là động tác số 2. Vậy đây chính là góc bao nhiêu độ? 45 độ. Vậy cái góc này chỉ nhằm mục tiêu để giúp chúng ta tính được cái gì thôi? Giúp chúng ta tính được cái thằng SA. Đấy, vậy giờ mình bước vào quá trình tính toán này. Đầu tiên chúng ta phải tính được cái diện tích của đáy. Thì tam giác ABC cân tại A mà lại có một góc, một cạnh. Như vậy muốn tính được diện tích thì bây giờ hiển nhiên phải tính được cạnh AB, đúng không? Vậy chúng ta dùng định lý hàm số cosin trong tam giác ABC. Tam giác ABC theo định lý hàm số cosin, hay còn gọi là định lý hàm số cos đấy, thì chúng ta có cái gì? BC bình sẽ bằng AB bình cộng AC bình trừ đi 2 lần AB nhân AC nhân với cos của 120 độ. Vậy thì từ đây tương đương này, BC bình thì bằng cái gì? Bằng 4A bình. Ví dụ bây giờ thầy đặt cạnh AB bằng X, thì đây là X bình cộng X bình là bằng 2X bình trừ đi, ông này là bằng 2X bình nhân với cos của 120 độ. Cos 120 độ thì bằng là trừ cos của 60 độ, như vậy bằng trừ 1/2. Như vậy chỗ này là trừ 1/2, vậy cộng với lại nhân 1/2 này. Vậy thì ở đây sẽ được bao nhiêu? Thằng này là 2 với 2 triệt tiêu, x bình với 2x bình là 3x bình, 3x bình bằng 4a bình. Như vậy là x bình bằng 4a bình trên 3. Vậy thì từ đây tương đương với x bằng bao nhiêu? 2a chia căn 3. Được chưa? Vậy thì đến đây chúng ta sẽ có được cái gì? Chúng ta tính luôn độ dài đường cao AE đi. AE bây giờ bằng cái gì? Theo Pythagore thì AE sẽ bằng là căn bậc 2 của tam giác ABE vuông tại E. Như vậy bằng AB bình trừ đi BE bình. Vậy thằng này bằng bao nhiêu? Bằng căn bậc 2 này. AB bình, AB ở đây thì bằng là X bình, mà X bình thì bằng 4A bình trên 3 trừ đi BE bình, BC bằng 2E, 2A. Vậy BE bằng A, như vậy trừ đi A bình. Vậy thằng này 4A bình trừ đi 3A bình, còn A bình như vậy bằng A trên căn 3. Vậy thì từ đây chúng ta có diện tích tam giác ABC bằng cái gì? Bằng 1/2 diện tích của tam giác ABC nhân với độ dài đường cao. Xin lỗi. Bằng 1/2 của cạnh BC nhân với độ dài đường cao AE. Vậy bằng này, 1/2 của BC thì bằng bao nhiêu? 2A. Còn AE độ dài là bằng A trên căn 3. Vậy ông này thì bằng là 2A bình trên 2 căn 3. Như vậy bằng A bình trên căn 3. Được chưa? Vậy thể tích của SABC thì bằng cái gì? 1/3 diện tích tam giác ABC. Diện tích tam giác ABC bằng A bình căn 3. A bình trên căn 3 nhân với độ dài đường cao SA. Thì vì tam giác SAE là vuông, vuông tại A, góc E bằng 45 độ, như vậy vuông cân. Vậy chứng tỏ SA thì bằng AE. Vậy thì ở đây sẽ nhân với cái gì? AE chúng ta vừa tính được bằng A trên căn 3. Vậy ông này kết quả sẽ bằng A mũ 3 trên mấy? 9. Vậy thì từ đây chúng ta thu được đáp số đúng ở đây là ý gì? Ý A. Như vậy mình xong. Được chưa? Các em nhớ như vậy nhé. Rất quan trọng về cái kỹ năng dựng hình sau đó tính toán. Thầy phân tích ở đây có thể mất 5 đến 7 phút, nhưng khi làm bài thầy chỉ mất 1 phút thôi. Bởi vì khi đó kỹ năng thạo rồi, chúng ta chỉ cần vẽ hình và tính toán rất là nhanh. Cái dạng hình số 2 mà chúng ta xác định được đường cao rất là dễ, đó là dạng chóp có một mặt bên vuông góc với mặt đáy. Nếu chóp có một mặt bên vuông góc với mặt đáy thì cái công cụ để chúng ta xác định được đường cao như sau. Chúng ta dựa vào một cái định lý như sau mà xuất hiện ở trong chương trình ở lớp 11 về phần quan hệ vuông góc. Ví dụ đây là mặt đáy này. Đây là mặt bên này. Đây điểm S này. Đây là mặt bên. Thế bây giờ nếu mà cho mặt bên vuông góc mặt đáy chúng ta làm thế nào? Chúng ta gọi delta là giao tuyến của mặt bên mặt đáy. Khi đó các em chỉ cần dựng cho thầy một đường như sau. Từ S các em dựng SH vuông góc với giao tuyến delta. Như vậy là mặt bên thì vuông góc mặt đáy này
chúng ta kể SH vuông góc với giao tuyến delta. Khi đó theo tính chất của hai mặt phẳng vuông góc, chúng ta có được cái rất quan trọng đó là SH, chính là sẽ vuông góc với mặt đáy. Bình thường nhá, SH muốn vuông góc với mặt đáy thì SH phải vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trong mặt đáy. Nhưng ở đây SH mới chỉ vuông góc với duy nhất một đường là đường delta thôi, nên chưa thể vuông góc được. Nhưng vì có thêm giả thiết đó là mặt bên vuông góc mặt đáy, nên lập tức SH sẽ vuông góc với mặt đáy ngay. Và khi đó SH là chính là đường cao của hình chóp. Như vậy là cứ giả thiết cho chóp có mặt bên vuông góc mặt đáy thì chúng ta sẽ dùng cái lý thuyết này để chúng ta xác định được đường cao. Đây là một mặt bên nhé. Tí nữa chúng ta có trường hợp là hai mặt mà cùng vuông góc với một mặt thứ ba thì chúng ta sẽ có thêm một tính chất nữa. Được chưa? Bây giờ các em xét ví dụ số 1 như sau này. Ví dụ số 1 là bây giờ cho hình chóp SABCD. Có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng A. Mặt bên SAB là tam giác đều. Như vậy SAB là đều. Và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Mình viết tắt là vuông góc với mặt đáy luôn. Tính thể tích khối chóp SABCD. Ở đây đáp án cho 4 đáp án. A là A mũ 3 căn 3 chia 6. B là A mũ 3 căn 3. C là A mũ 3 căn 3 chia 2. D là đáp án khác. Đấy. Như vậy là bây giờ chúng ta vẽ hình thật nhanh. Như vậy bây giờ là chóp quả đáy là hình vuông, chúng ta vẫn vẽ một hình bình hành bình thường. Các em nên nhìn cái động tác vẽ hình của thầy thì khi mình làm mình cũng sẽ vẽ tương tự nhé. Như vậy là bây giờ là có cái mặt bên thì vuông góc với mặt đáy. Như vậy chúng ta có mặt bên đây. Khi vẽ mặt bên vuông góc mặt đáy thì cái tư thế dễ nhìn nhất đó là luôn lựa chọn mặt bên vuông góc với mặt đáy thì mặt bên đó sẽ là mặt phía bên trái. Đấy là cái tư thế dễ nhìn nhất nhé. Chứ không phải là bắt buộc phải vẽ như thế. Như vậy chúng ta có cái hình chóp SABCD. SAB thì là tam giác đều. Như vậy đều này. Đáy ABCD thì là hình vuông. Hình vuông. Hình vuông ở đây có thông tin về cạnh là bằng A. Như vậy cạnh này bằng A. Vậy tất cả các cái cạnh của tam giác đều cũng bằng A. SAB là vuông góc mặt đáy. Như vậy bây giờ thầy gọi H là trung điểm của AB. Thế thì lập tức là SH sẽ vuông góc với AB ngay. Khi mà SH đã vuông góc với AB rồi thì hiển nhiên SH sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB, ABCD. Bởi vì là chúng ta có giả thiết là mặt bên vuông góc mặt đáy. Như vậy chứng tỏ nếu mà tam giác SAB là tam giác đều cạnh bằng A thì SH là đường cao thì độ dài bằng A căn 3 trên 2. Vậy thể tích chúng ta bằng luôn cái gì? SABCD. 1 phần 3 diện tích của ABCD nhân với đường cao SH. Thằng này sẽ bằng 1 phần 3. Diện tích của ABCD thì đó là bằng A bình. Nhân với SH thì bằng A căn 3 trên 2. Vậy thì thằng này sẽ bằng A mũ 3 chia cho A mũ 3 căn 3 chia 6. Như vậy đáp án đúng ở đây là ý gì? À, nhìn vào thế này đừng bảo là sao bài là dễ thế nhé. Bởi vì là chúng ta phải hiểu là trắc nghiệm thì sẽ có những bài rất là dễ, nhưng mà cũng có những bài khá là khó. Tuy nhiên tỷ lệ khó thì như đề minh họa chỉ chiếm khoảng 15% thôi. Như vậy là gì? Những câu cơ bản này thì chúng ta phải làm thật nhanh để chúng ta còn dành thời gian làm những câu minh ca. Nếu mình làm sai một câu thế này là rất là nguy hiểm nếu mình làm ẩu. Thứ hai nữa, nếu làm chậm thì mất thời gian ảnh hưởng đến câu khác. Nên tóm lại những câu này là những câu bình thường, sẽ có những câu rất dễ kiếm điểm để chúng ta có thể lấy được điểm để tốt nghiệp. Được chưa? Như vậy đây là ví dụ số 1. Tiếp tục thầy cho cái ví dụ số 2 về chóp có mặt bên vuông góc mặt đáy. Đó là một ví dụ về hình chóp tam giác. Ví dụ 2 đó là cho hình chóp SABC. Có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Ở góc ABC thì bằng 30 độ. Tam giác SBC là đều cạnh bằng A. Và mặt phẳng SBC thì vuông góc với mặt đáy ABC. Yêu cầu là tính thể tích khối chóp SABC bằng bao nhiêu? Đáp án ở đây cho ý A
đó là a mũ 3 trên 16. Đáp án B là a mũ 3, 3 a mũ 3 trên 16. Đáp án C là a mũ 3 trên 8. Và đáp án D là đáp án khác. Nào, triển khai hình vẽ thật nhanh. Vẽ một cái tam giác đáy ABC. Giả thiết cho mặt nào vuông góc mặt đáy, đó là mặt SBC đều và vuông góc mặt đáy. Như vậy như thầy bảo là mặt vuông góc đáy thì thường vẽ theo xu hướng phía bên trái để cho dễ nhìn. Như vậy đây chính là SBC. Tam giác này đều. Đấy. Có cạnh bằng A thì ông bên dưới này bằng A. Như vậy đây là A. Chúng ta để ý là tam giác ABC thì là vuông tại A. Như vậy góc này vuông. Được chưa? Góc ABC thì bằng 30 độ, góc này 30 độ. Như vậy là chúng ta tạm thời dừng ở đây để mình viết ngay này. Có góc 30 độ, có vuông tại A, có cạnh BC bằng A. Như vậy đấy là cơ sở để tính được cạnh AB và cạnh gì? AC. Thì chúng ta áp dụng là cái gì? Sin đi học bằng đối trên huyền, đúng không? Sin góc 30 độ thì bằng đối, sin đi học bằng đối trên huyền bằng AC chia cái gì? BC. Vậy AC thì bằng BC nhân sin 30 độ. Như vậy là AC thì bằng BC sin 30 độ. Sin 30 độ thì bằng 1/2, như vậy bằng A trên 2. Như vậy thằng này bằng A trên 2. Tương tự từ đây chúng ta sẽ tính được AB. Thì AB sẽ bằng cái gì? Cốt không hư bằng kề trên huyền. Như vậy là AB thì bằng BC nhân cốt 30 độ. Vậy thằng này bằng A căn 3 trên 2. Và từ đây chúng ta xác định đường cao của hình chóp này. Mặt phẳng SBC vuông góc với đáy, thầy gọi H là trung điểm của BC. Thế thì SH chúng ta nối với nhau, thì lập tức SH sẽ vuông góc với BC. Và độ lớn của SH là A căn 3 trên 2. Vì là SH vuông góc với BC nên SH vuông góc với mặt phẳng ABC, do tính chất hai mặt phẳng vuông góc. Vậy chứng tỏ SH là đường cao. Vậy thể tích của SABC bằng cái gì? 1/3 diện tích của tam giác ABC nhân với độ dài đường cao SH. Tức là bằng như sau. 1/3 diện tích của tam giác ABC là bằng cái gì? Diện tích của tam giác ABC ở đây thì bằng là đây là A trên 2 này, đây là A căn 3 trên 2 này. Vậy thì là 1/2 này, A căn 3 trên 2 nhân với A trên 2 nhân với A căn 3 trên 2. Được chưa? Như vậy căn 3 với 3 này triệt tiêu. Như vậy là thành A mũ 3 chia cho 4, 16. Vậy chứng tỏ đáp án đúng là ý nào? A, khỏi phải bàn cãi gì cả. Đấy, như vậy đây là đặc điểm là chóp có một mặt bên vuông góc với mặt đáy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang cái đặc điểm cuối cùng về chóp có quan hệ vuông góc. Đó là đặc điểm chóp có hai mặt bên, có hai mặt cùng vuông góc với mặt đáy. Nếu chóp có hai mặt cùng vuông góc với mặt đáy thì điều gì xảy ra? Chúng ta để ý này. Nếu bây giờ đây là mặt đáy này. Nếu bây giờ xuất hiện hai mặt phẳng mà cùng vuông góc với mặt đáy, đây là mặt phẳng P và đây nữa là mặt phẳng Q. Nếu hai mặt cùng vuông góc mặt đáy ấy, thì lập tức giao tuyến delta của hai mặt này sẽ vuông góc mặt đáy, và chứng tỏ cái giao tuyến delta chính là đường cao của hình chóp hoặc lăng trụ mà mình có ở trong hình vẽ đấy. Được chưa? Như vậy đây là cái tính chất rất quan trọng nhé. Chóp có hai mặt vuông góc mặt đáy thì giao tuyến thì sẽ vuông góc mặt đáy. Đây cũng là theo tính chất về hai mặt phẳng vuông góc. Và ở đây chúng ta sẽ xét một cái ví dụ như sau. Chúng ta xét cái ví dụ là cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D. Cạnh AB bằng AD bằng 2A, CD bằng A. Góc giữa mặt phẳng SBC và đáy ABCD bằng 60 độ. Y là trung điểm của AB. Hai mặt phẳng SBI và SCI cùng vuông góc với ABCD. Như vậy xuất hiện quan hệ hai mặt cùng vuông góc với mặt đáy thì giao tuyến của hai mặt này sẽ vuông góc mặt đáy. Tức là giao tuyến sẽ là đường cao. Yêu cầu tính thể tích khối chóp SABCD với các cái đáp số cho là gì? Đáp án A là A mũ 3 trên 6, B là A mũ 3 căn 3 trên 6, C là A mũ 3 trên 9 và D là đáp án khác. Như vậy bây giờ các em vẽ cái hình vẽ như sau này. Bây giờ mình vẽ một cái đáy mà là hình thang.
Như vậy đây chính là A, B, C, D. Đấy này là hình tham vuông tại A và D. Như vậy A là D này. Thêm nữa là gì? Cái quan hệ là AB bằng AD bằng 2A. AB bằng AD bằng 2A. Rồi. CD thì bằng A. Góc giữa mặt phẳng SBC và ABCD bằng 60 độ. Góc giữa hai mặt phẳng muốn xác định được cần phải có đường cao nên cái giả thiết này tạm dừng lại. Đúng không? Bởi vì theo mẫu thầy cho là phải có đường cao mới xác định được. Y là trung điểm của AB. Như vậy Y là trung điểm của AB. Thế thầy đổi đại đỉnh nhìn nó dễ nhá. Đây là đỉnh. Thầy xin lỗi, chỗ này là Y là trung điểm của AD chứ không phải AB đâu. Chúng ta sửa lại cho thầy một chút. Như vậy là Y là trung điểm của AD. Y đây. Hai mặt phẳng SBI và SCI. SBI và SCI cùng vuông góc với đáy. Giao tuyến của hai mặt này chính là giao tuyến SI. Chứng tỏ SI sẽ vuông góc với đáy. Như vậy chúng ta có được S ở trên này. Đây chính là SI đây. Được chưa? Như vậy là chúng ta nối S với D. Chúng ta nối S với A. Rồi chúng ta nối S với B. S với C. Hai mặt phẳng SBI và SCI cùng vuông góc với đáy. Như vậy SI sẽ vuông góc với đáy. Không vấn đề gì cả. Như vậy có được đường cao. Sau khi có được đường cao thì bây giờ chúng ta mới tiến hành xác định cái gì? Chúng ta mới xác định được góc giữa mặt phẳng SBC và đáy ABCD. Góc giữa mặt phẳng SBCD, SBC và đáy ABCD xác định bằng cách nào? Đó. Nhìn này. Mặt phẳng SBC và đáy ABCD có giao tuyến là giao tuyến BC. Đường cao của hình chóp này là đường cao SI. Như vậy thực hiện hai động tác như thầy đã vẽ hình minh họa cho chúng ta ở phần mặt phương pháp. Đầu tiên là từ cái Y này kẻ đường vuông góc xuống BC. Như vậy từ Y kẻ đường vuông góc xuống BC. Như vậy đây chính là Y gì? IE. Động tác số 2 là gì? Nối cái đỉnh S của chân đường cao Y với điểm vừa tạo ra đó điểm E. Đây. Đây là động tác số 2. Vậy khi đó được góc SEI góc này bao nhiêu độ? 60 độ. Được chưa? Đấy. Như vậy đến đây là mình xác định xong được tất cả các yếu tố của giả thiết. Bây giờ đi tính thể tích này. Đầu tiên là diện tích của ABCD bằng cái gì? Diện tích của ABCD thì bằng là đây là đường cao. À đây là hình tham vuông. Như vậy bằng đáy lớn là AB cộng đáy nhỏ là DC chia cho 2 nhân với độ dài đường cao là AD. Vậy thì ông này sẽ bằng AB thì bằng 2A. DC của chúng ta bằng cái gì? DC bằng A. Đúng không? Chia cho 2 nhân với AD thì bằng 2A. Như vậy 2 với 2 triệt tiêu hết. 3A nhân với A bằng 3A bình. Bây giờ muốn tính được đường cao SI thì chúng ta cần phải tính được IE. IE tính bằng cách nào? Để tính một cạnh, mình gắn cạnh đó vào tam giác vuông để áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông. Nhưng bây giờ IE gắn vào tam giác vuông nào? Chả tam giác nào cả. Tức là không có tam giác nào đủ dữ kiện để tính. Ví dụ IEC là làm gì có thông tin mà tính, đúng không? Chúng ta chỉ biết mỗi cạnh IC thôi. Còn các cái cạnh đó là cạnh CE chúng ta không biết, không có góc. Nếu mà gắn vào một tam giác vuông không tính được thì có thể gắn vào một tam giác thường để dùng định lý hàm số cosin. Nhưng mà muốn dùng định lý hàm số cosin thì phải biết hai cạnh còn lại và một góc xen giữa. Ở đây không có. Như vậy công cụ 1 là gắn tam giác vuông, công cụ 2 gắn tam giác thường không được. Thì có một cái công cụ số 3 rất hay dùng. Đó là chúng ta sẽ sử dụng về cái độ dài đường cao trong một tam giác mà biết diện tích. Thầy ví dụ bây giờ IE nó chính là đường cao của tam giác nào? ICB. Tam giác này mình sẽ tính được diện tích nhé. Cụ thể bây giờ diện tích của tam giác ICB bây giờ bằng cái gì? Chúng ta sẽ lấy diện tích của cả hình thang ABCD mà trừ đi diện tích của hai tam giác bé hơn là trừ đi diện tích của tam giác AIB. AIB cộng với diện tích của tam giác IDC. Vậy thì thằng này sẽ bằng này, 3A bình này trừ đi này. AIB thì bây giờ bằng bao nhiêu? 2A nhân với A thì bằng 2A bình chia cho 2 thì còn A bình. Đúng không? Cộng với IDC, A nhân với A thì bằng A bình, như vậy là A bình trên 2. Vậy thì thằng này là 2A bình trừ đi A bình trên 2, như vậy kết quả bằng 3A bình trên 2. Tương tự từ đây chúng ta tính được cạnh BC độ lớn là bao nhiêu? Muốn tính được BC thì chúng ta chỉ cần từ C gióng một đường vuông góc xuống cạnh AB. Đây. Như vậy ví dụ đây là điểm F. Thì rõ ràng là chúng ta có FB thì bằng bao nhiêu? A. CF thì bằng bao nhiêu? 2A. Theo Pythagore chúng ta có CB bình bằng CF bình cộng với FB bình. Đúng không?
Như vậy là 4A bình cộng A bình bằng 5A bình. Như vậy BC bằng bao nhiêu? A căn 5. Như vậy BC là bằng A căn 5. Vậy thì theo công thức diện tích của tam giác IBC thì nó sẽ bằng 1 phần 2 của IE nhân BC. Vậy chứng tỏ là IE sẽ bằng cái gì? BC. Diện tích tam giác IBC thì bằng là 1 phần 2 của IE nhân BC. Như vậy bằng 2 lần diện tích của tam giác IBC. Chia cái gì? Chia cho BC. 2 lần diện tích tam giác IBC thì bằng là 3A bình. Như vậy 3A bình chia cho A căn 5. Như vậy bằng 3A chia căn 5. Vậy từ đây chúng ta đã tính được đường cao SI bây giờ bằng cái gì? Tang đoàn kết bằng đối trên kề. Tang 60 độ bằng SI chia cho IE. Vậy SI sẽ bằng là IE tang 60 độ. Tang 60 độ. Tang 60 độ thì bằng căn 3. Như vậy bằng 3 căn 3. A chia căn 5. Vậy thể tích khối chóp bây giờ bằng cái gì? 1 phần 3 diện tích của hình thang là bằng 3A bình. Nhân với đường cao là bằng 3 căn 3. A chia 5. 3 này với 3 này triệt tiêu. Như vậy kết quả bằng 3 căn 3. A mũ 3 chia 5. Như vậy đáp án nào đúng? Chỉ có đáp án D thôi. Đấy. Như vậy là làm cái bài này khá là vất vả đối với việc trắc nghiệm. Nếu mà trong đề thi trắc nghiệm mà gặp cái bài như này thì chắc chắn bài này sẽ được xét vào cái diện đó là bài tập về phần nâng cao. Tức là cái phần mà sẽ là để xét chúng ta là những học sinh khá giỏi. Đấy. Vì vậy là muốn làm được bài này vì nó mất thời gian thì các cái bài khác đơn giản hơn các em phải làm thật nhanh. Nhớ chưa? Như vậy đây là chúng ta có được đáp số của cái dạng số 3. Đây là chóp có hai mặt và vuông góc với mặt đáy. Sang dạng cuối cùng mà có thể xác định được đường cao rất là dễ, đó là chúng ta sang cái phần hình chóp đều. Bốn lớn, đó là chóp đều. Chóp đều. Chóp đều thì có hai loại chóp đều mà mình sẽ gặp ở trong cái đề thi. Một đó là chóp tam giác đều. Chóp tam giác đều. SABC. Chóp tam giác đều có đặc điểm là gì? Đây. Chóp tam giác đều. SABC. Có đặc điểm đó là các cái cạnh bên thì phải bằng nhau. SA bằng SB bằng SC. Đặc điểm thứ hai là tam giác ABC phải đều. Đặc điểm số 3 đó là SH vuông góc với đáy. Với H đó chính là cái gì? H đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thì vì là tam giác ABC đều nên H nó sẽ chính là trùng với trọng tâm luôn. Được chưa? Như vậy là SH vuông góc với đáy. Thực tế là H thì nó sẽ là giao của ba đường gì nhỉ? Tâm đường tròn ngoại tiếp thì là giao của ba đường trung trực. Bởi vì nội phân ngoại trực. Nội tiếp thì là giao điểm của phân giác. Ngoại tiếp thì là giao điểm của trung trực. Nội phân ngoại trực. Nhưng vì trong tam giác đều thì đường trung trực đồng thời là đường trung tuyến. Như vậy H chính là trọng tâm. Được chưa? Ngoài ra có đặc điểm số 4 nữa là gì? Tất cả các cạnh bên đều tạo với mặt đáy một góc bằng nhau. SA, SB, SC tạo với một mặt đáy một góc bằng nhau. Tương tự, tất cả các mặt bên tạo với mặt đáy một góc bằng nhau. Mặt bên SBC, SAB và SAC cũng cùng tạo với đáy một góc bằng nhau. Em nhớ cho thầy thêm hai điểm đấy nhé. Tiếp tục, cái thứ hai đó là hình chóp tứ giác đều. Chóp tứ giác đều. Chóp tứ giác đều thầy ký hiệu là SABCD. Có đặc điểm là gì? Tất cả các cạnh bên bằng nhau. SA bằng SB bằng SC bằng SD. Đặc điểm thứ hai, đáy ABCD là tứ giác đều. Tứ giác đều tức là hình vuông, có tâm là tâm H. Thế thì đặc điểm số 3 là SH chính là vuông góc với mặt đáy ABCD. Đấy. Như vậy thầy vẽ minh họa một chút đây. Đây chính là H, đây chính là ABCD. Thế từ H gióng một cái đường cao lên. Nó chính là S. Như vậy đây chính là đường cao. Chúng ta nối S với A. S với D. S với B. Và S với C. Thì đây chính là mô hình của hình chóp đều. Và hình chóp đều này cũng có cái đặc điểm thêm là đặc điểm số 4, số 5 là gì? Tất cả các cạnh bên tạo với đáy một góc bằng nhau. Tất cả các mặt bên tạo về đáy một góc bằng nhau. Đấy, như vậy đấy là đặc điểm của hình chóp đều. Liên quan đến hình chóp đều thì các em xét cho thầy cái ví dụ như sau.
Như vậy là muốn làm được bài toán về hình chóp đều thì các em phải nhớ cho thầy được cái đặc điểm của hình chóp đều. Chứ nếu mình không nhớ là mình sẽ không làm được bài đâu. Cụ thể bây giờ chúng ta sẽ có cái chóp đều như sau. Cho hình chóp tứ giác đều. SA, B, CD. Có cạnh đáy bằng cạnh bên và bằng A. Tính thể tích của khối chóp cho 4 đáp án. Đáp án A là A mũ 3 căn 2 chia 6. Đáp án B là A mũ 3 căn 2 chia cho 36. Đáp án C là A mũ 3 căn 3 chia 12. Đáp án D là A mũ 3 căn 2 chia 4. Như vậy đây là chóp tứ giác đều. Như vậy nó rơi vào trường hợp này, thầy lấy minh họa luôn. Chóp tứ giác đều tức là bây giờ đáy là hình vuông, đúng chưa? Như vậy là cạnh bằng A. Còn cạnh bên thì cũng bằng A. Như vậy là SB bằng A thì bây giờ chúng ta sẽ tính được SH. Như vậy muốn tính được SH đầu tiên là chúng ta có HB. HB bằng cái gì? HB bằng một nửa của BD. BD thì bằng là A căn 2. Như vậy HB bằng A trên căn 2. Đúng không? Thế thì SH bằng cái gì? Theo Pythagore, SH thì sẽ bằng là căn của SB bình trừ đi HB bình. Như vậy căn của SB bình tức là căn của A bình trừ đi HB bình tức là bằng A bình trên 2. Như vậy này bằng A trên căn 2. Vậy thể tích của SABCD bằng cái gì? 1 phần 3. Diện tích đáy là diện tích của hình vuông cạnh bằng A thì diện tích bằng A bình. Đường cao bằng A trên căn 2. Như vậy kết quả bằng A mũ 3 chia 3 căn 2. Đúng không? Có kết quả nào đúng không? Nhìn vào đây thì bảo là không có. Nhưng mà để ý ở đây chúng ta chỉ cần nhân cả tử ở mẫu với căn 2, tức là chụp căn thức ở mẫu ấy, thì nó sẽ được A mũ 3 căn 2 chia mấy? 6. Vậy đáp án đúng là A. À, không có vấn đề gì cả. Đấy. Như vậy chóp đều thực tế là các em cần nắm bắt thấy được cái đặc điểm, thì từ đó mình bê vào bài tập thì mình sẽ làm được. Được chưa? Như vậy là trên đây là bốn cái dạng mà trong cái bài tập chúng ta gặp rất là rõ ràng khi mà chúng ta muốn xác định được đường cao. Tức là từ đề bài chúng ta xác định được ngay đường cao của hình chóp. Ngoài dạng này thì chúng ta có dạng khó hơn. Đó là gì? Đó là chúng ta không xác định được đường cao trực tiếp mà các em cần phải biết một số tính chất. Cái đấy thì chúng ta sẽ nghiên cứu trong phần tiếp theo.